Vậy là hạnh phúc quá rồi, vậy hai chồng lấy nhau có vỡ òa về những cái gọi là thật xấu đó. Đó. Đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt đó. Bây giờ anh hỏi em trước nè. Vợ em nãy giờ mọi người có đồng ý rằng là cô vợ cô quá hiền không nè? Có không? Quá hiền đúng không? Thì anh nghĩ là chắc cô vợ không có cái tật xấu gì không? Nói chung là tật xấu thì không có ít. Ừ. Có nhiều. Là tật xấu thì không có ít mà là có nhiều, nghe chưa? Hay quá, mặt mỹ mãn kìa. Mỹ mãn. Ủa, thể đi. Bây giờ mình liệt kê đi. Hiền vậy chắc ở nhà suốt ngày bị em ăn hiếp con đúng không? Ngược lại anh. Em bị ăn hiếp hả? Chứ sao. Nhìn thấy hiền vậy thôi chứ đánh nóng lắm. Thí dụ mà em mà sơ hở cái gì đó là coi như là cãi mà nhẹ nhẹ là đã đập điện thoại rồi. Trời ơi. Nhẹ nhẹ thôi. Ừ, có giờ đập em không? Chưa đủ trình độ. Chạy không lại em đâu. Chạy không lại em. Em bỏ chạy thì được đâu kịp mà. Dạ nó chơi với tánh vợ thì nóng lắm. Nóng. Nóng mà còn bảo thủ nữa. Ừ. Chồng nói thì ít nghe lắm. Em thử em kể một ví dụ thôi. Vừa rồi chuyện mới nhất này, là sinh nhật bả. Mà bả muốn mua đồ ăn về rồi hai vợ chồng nấu, hai vợ chồng ăn thôi. Nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng mà tình cờ là bữa đó là có ông anh ông lên chơi. Thì lỡ gặp rồi thì mình phải mời vào chứ giờ chẳng lẽ sao. Vậy mà mời vào vậy mà giận em. Đã nói là không có mời ai mà sao có ông nữa. À tự nhiên ông tới mình đâu biết đâu. Ai mà biết. Bà ư? Nóng rồi làm gì? Nóng giận là coi như là không tham gia cái bữa ăn đó luôn. Nằm trong nhà luôn. Rồi xong đó em với ông anh đã ngồi ăn uống một mình luôn. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Em có giận vợ em không? Thì giải thích cho chị nghe mà chị vẫn cứ trách mình vậy thôi. Còn em sao? Chồng em nhiều tật xấu không? Tật xấu thì chỉ có ví dụ như là nhậu. Nhậu về thì em thấy nhằn. Xong bắt đầu nói qua nói lại. Rồi xong lại nóng tính bắt đầu gây lên. Rồi xong bắt đầu đá cái này đập cái kia làm ầm lên đó. Rồi em cũng bực bội, em nói anh đá cái gì, anh đập đồ với ai. Em cũng tức thì em nói lại như vậy. Thôi giờ em trước đó, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính. Bớt nóng tính. Kiểm soát lại cái hành động của mình. Và cái quan trọng là coi như là sống là phải mở lòng ra. Chứ không có thể nào mà dùng từ ích kỷ thì hơi nặng, nhưng mà nói chung vì mình quá, mình phải coi cái người xung quanh nữa. Đó, mong vợ thay đổi cái điều đó thôi. Chứ còn mọi thứ còn lại thì vợ tốt, công việc là trách nhiệm có nè, nói chung là người vợ tốt. Chỉ có cái là hai cái đó thôi. Là nóng tính với lại không có mở lòng. Rồi còn em, còn em mong chồng thay đổi cái gì? Bớt nhậu. Dạ bớt nhậu rồi đừng có nóng tính đi xẹt qua đập cái này, xẹt lại đá cái nọ. Thế mà làm kiểu đó là em khó chịu vô cùng. Em không thích dằn mặt em kiểu đó. Vậy thôi. Dạ. Các em đã mấy đứa con rồi? Dạ hiện giờ chưa có đứa nào. Ồ. Mong không? Có mong con không cưng? Mỏi mòn. Mỏi mòn. Tụi em lấy nhau bao lâu rồi? Khoảng 2 tháng nữa là đúng 4 năm ạ. Bây giờ tụi em một bạn là 30, một bạn là... 32. 32. Thì chị thấy như vậy nè, tụi em lấy nhau là gần 5 năm rồi. Đúng không? 4 năm. 4 năm? Dạ. Lấy nhau được 4 năm, yêu nhau 1 năm nữa là coi như là 5 năm biết nhau hả? 6 năm á. 6 năm biết nhau rồi. 6 năm biết nhau thì cái thời gian đó, vì ở bên cạnh nhau nhiều quá, nó thành như là một cái thói quen. Mà thường á là các cặp vợ chồng á phải có những cái làm mới. Làm mới ở đây là để chi? Để tạo những cái cảm giác hưng phấn hoặc là những cái xúc cảm, một cái tình cảm nó giống như là hồi hai bạn còn đang yêu nhau á. Tại sao mà nói việc này với hai bạn? Bởi vì hai bạn chưa có con, thành ra vẫn giống như hai người đang yêu nhau, là hai vợ chồng quá son đi. Thì bây giờ tranh thủ cái thời gian này các bạn phải tận hưởng. Có những cặp vợ chồng mà các bạn không có cơ hội để làm điều đó. 21 tuổi đã lấy chồng, 23 tuổi đã lấy vợ. Các bạn không có nhiều thời gian để trải nghiệm, để rong chơi, để mà có thể hưởng thụ cái cuộc sống này nhiều. Thì đã có con rồi. Thì trong khi các bạn có cơ hội làm cái việc đó, các bạn phải nên tận hưởng. Thì nó sẽ có hai lợi một công mà đôi chuyện đó. Thì các bạn vừa được tận hưởng cho bản thân mình, và đồng thời trong cái thời gian đó là các bạn sẽ có em bé. Thì sau khi có em bé rồi thì các bạn hưởng hết rồi, đầy đủ hết mọi thứ rồi, tại sao giờ mình không làm? Đúng không? Cái việc mà em nên mở lòng chị thấy cũng tốt. Tại vì có những lúc chị cũng có những cái tâm trạng như em. Tại vì chị nói em nghe cái tâm lý của người phụ nữ rất mong muốn những cái lúc mà chị ở riêng với chồng mình. Bạn ấy muốn hâm nóng lại, bạn ấy muốn tạo một cái cảm giác nó khác đi một chút. Để làm chi? Để sau cái
bữa sinh nhật đó tụi em sẽ có những cái phút lãng mạn bên nhau trong cái chuyện vợ chồng, rồi biết đâu là hôm đó lại thụ phấn thì sao? Ở đậu thụ phấn. Ê, hiểu không? Nhiều khi người vợ người ta chuẩn bị những cái điều đó nó từ buổi sáng hoặc là cả nhiều khi cả tuần trước đó lên kế hoạch, hôm đó vậy đi, cuối cùng á là trớt quớt phá, thì thành ra là người ta buồn cho một cái sự chuẩn bị đó, là chỉ muốn tốt cho cả hai người thôi. Thì em nên lưu tâm một chút xíu cái tâm lý, mình phải nói là cái tâm sinh lý của vợ em trong giai đoạn này đó, cái đó là chị nói thiệt. Thì ví dụ như vợ em là cái người ít cởi mở, thành ra nhiều khi vợ em làm mà vợ em không chịu nói, em muốn như vậy đó, nhưng mà thay vì nhắn nói với chồng nữa, anh ơi bữa nay dậy đi, nhưng vợ em không nói, vợ em muốn để em tự hiểu cảm nhận, thì thôi tánh vợ mình vậy rồi, bây giờ mình sẽ là người chủ động, mình cởi mở trước, mình tạo những cái điều đó trước đi, đúng không, để tụi em tận hưởng chứ. Cuộc sống đâu có bao nhiêu thời gian cho mình. Vui lên không? Nhé, vui nhé. Và nhớ báo tin là có bầu nhé.